Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Thưa quý bà con và các bạn, hiện chúng ta đang có lợi thế lớn về các FTA mà Thái Lan hay Ấn Độ không có được. Tuy vậy, thị trường khó tính thì số lượng tiêu thụ không nhiều, trong khi Thái Lan đã đi trước tiếp cận so với Việt Nam. Nếu sen gạo là sản phẩm chủ lực nông nghiệp và tạo giá trị cao, thì cần chương trình quảng bá ở cấp quốc gia đúng nghĩa. Cùng với đó, chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chế tài kịp thời về tác quyền sẽ giúp tình trạng gạo giả không còn tồn tại. Khi đó, hạt gạo Việt sẽ được ổn định và phát triển bền vững như những sản phẩm giá trị cao khác. Xin kính mời quý bà con và các bạn cùng đón xem chi tiết bảng giá lúa gạo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như sau. Giá lúa tại Kiên Giang và Bến Tre như sau: IR50404 6.200 đến 6.400 đồng một ký, OM380 6.100 đến 6.300 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.700 đến 6.800 đồng một ký, OM5451 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM18 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.500 đến 6.700 đồng một ký, RVT 6.800 đến 7.200 đồng một ký, DS1 7.000 đến 7.200 đồng một ký, ST21 6.900 đến 7.000 đồng một ký, ST24, ST25 7.200 đến 7.400 đồng một ký, OM2517 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Sacmin 7.200 đến 7.300 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau: Đài Thơm 8 6.900 đến 7.000 đồng một ký, OM18 6.700 đến 6.900 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.900 đến 7.100 đồng một ký, IR504 6.300 đến 6.400 đồng một ký, OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Nếp Tươi An Giang 6.300 đến 6.500 đồng một ký, Nếp Tươi Long An 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Nếp Khô Long An 9.100 đến 9.300 đồng một ký, Nếp Khô An Giang 8.500 đến 8.700 đồng một ký, Gạo Nguyên Liệu 9.100 đồng một ký, Gạo Thành Phẩm 10.100 đồng một ký, Tấm 9.000 đồng một ký và Cám Khô với mức giá là 7.700 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng: OM380 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Jasmine 7.200 đến 7.400 đồng một ký, IR50404 6.200 đến 6.400 đồng một ký, OM4900 6.400 đến 6.500 đồng một ký, OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM18 6.300 đến 6.600 đồng một ký, Tài Nguyên 6.800 đến 7.100 đồng một ký, RVT 6.900 đến 7.200 đồng một ký, DS1 7.300 đến 7.400 đồng một ký, ST24 7.200 đến 7.300 đồng một ký, ST25 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cà Mau: Đài Thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký, IR50404 6.200 đến 6.400 đồng một ký, OM4900 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM5451 6.200 đến 6.400 đồng một ký, OM18 với mức giá là 6.300 đến 6.600 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.600 đến 6.700 đồng một ký, RVT 6.900 đến 7.200 đồng một ký, ST24 6.900 đến 7.100 đồng một ký, ST25 với mức giá là từ 7.000 cho đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long: IR50404 6.100 đến 6.300 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM5451 6.200 đến 6.300 đồng một ký, OM18 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang: OM380 6.300 đến 6.500 đồng một ký, IR50404 6.200 đến 6.400 đồng một ký,
Nàng hoa chín 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Đài thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM 5451 6.200 đến 6.400 đồng một ký. OM 18 6.300 đến 6.500 đồng một ký. ST 21 6.900 đến 7.100 đồng một ký. ST 24 ST 25 7.000 đến 7.300 đồng một ký. Jasmine 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Japonica 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An như sau. OM 380 6.300 đến 6.500 đồng một ký. IR 50404 6.300 đến 6.400 đồng một ký. Đài Thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM 5451 6.200 đến 6.300 đồng một ký. OM 18 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM 4900 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Và nếp tươi Long An với mức giá là 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Jasmine 7.200 đến 7.300 đồng một ký. ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký. Nàng hoa chín 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM 4900 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.